Hello, xin chào tất cả các bác. Một cấu hình dàn karaoke trị giá 30.100.000. Cấu hình này anh em sẽ được tặng ngay một con quản lý nguồn PS8 trị giá 1.800.000 đồng. Và hôm nay thì bên em có setup gửi đi cho anh Phương, anh ở Quỳnh Hợp, Nghệ An. Cấu hình này setup xong thì sẽ đóng hàng và gửi xe đi cho anh. Các bác cùng nghe và cảm nhận chất âm. Đầu tiên là một cặp loa F12 bắt 30, nhập khẩu nguyên chiếc đến từ thương hiệu lớn Nga Gothic. Từ leo em nhé, bắt 30 từ leo, sơn thần cát chống xước và chống nước. Trên cặp loa này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 13.500.000 đồng. 13.500.000 đồng một cặp loa từ leo bắt 30, model F12, hàng nhập khẩu chính hãng. Còn về cấu hình dàn máy, em sẽ cho nhỏ nhạc lại một chút. Cấu hình dàn máy này thì ở đây các bác có thể thấy sử dụng toàn hàng cao cấp thôi. Vang số JBL KX180, quản lý nguồn PS8, mic không dây xử lý tín hiệu bằng bóng đèn ULX8 và đặc biệt cục đẩy D2.8 sử dụng mạch Class D, công nghệ mới nhất năm 2024. Ok chưa? Thì ở trên này em có ghép một con vang số cao cấp đến từ JBL KX180. Riêng con vang này thì hiện tại bên em đang phân phối toàn quốc với giá là 6 triệu đồng. Setup 7 chế độ karaoke, chip xử lý cao. Con này riêng chip xử lý của Mỹ anh em nhé. Hàng cao cấp nhất hiện nay và đang có giá là 6 triệu đồng. Ok chưa? Ngoài ra bên hãng còn setup lên tới là 3 chế độ karaoke nữa, thì tổng cộng con vang này lên tới 10 chế độ karaoke để cho anh em lựa chọn hát karaoke gia đình ở trong cái dịp Tết Nguyên đán 2024. Quản lý nguồn PS8, sản phẩm này đang có giá là 1.800.000 đồng. Thì riêng quản lý nguồn này em sẽ tặng cho anh em khi chúng ta mua cái cấu hình này. Ok chưa? Con này có lọc nguồn, có áp tô mát, có lọc nguồn, điện áp vôn ở đây hiển thị trên màn hình này em nhé. Ok chưa? Và tất cả các thiết bị như mic, vang, đẩy chúng ta cắm hết trên quản lý nguồn PS8 này. Đó, một cấu hình có 30.100.000 đồng và anh em được tặng ngay một con quản lý nguồn PS8 ở trị giá lên tới là 1.800.000 đồng. Tội gì chúng ta không mua, đúng không ạ? Và thứ hai, đấy, thứ ba đó là một bộ mic không dây ULX8 cũng đến từ thương hiệu LX Acoustic. Ok chưa? Bộ mic này thì rất là hay anh em nhé. Bộ mic này thì quá đẹp luôn. Sóng thì xa tầm 150 cho đến 200m. Đấy. Xử lý tín hiệu bằng bóng đèn. Ok chưa? Mic xử lý tín hiệu bằng đèn. Tay mic thì cầm quá là ok luôn. Mic này sơn nhũ em nhá, sơn nhũ cầm rất là đẹp và rất là đầm, vỏ kim loại. Đó. Cầm rất là chắc tay. Bộ mic ULX8 này thì đang có giá là 4.600.000 đồng. Khi chúng ta mua lẻ là 4.600.000 đồng em nhé. Tiếng mic thì quá ok, tí nữa em sẽ alo thử và hát thử một đoạn để cho tất cả các bác cùng nghe. Đó. Ở đây thì cục đẩy 2 kênh D2.8. Đây là cục đẩy sử dụng mạch Class D, công nghệ mới nhất năm 2024. Công suất đạt chuẩn là 800W một kênh ở 8 ohm, nhân với 2. Thì cục đẩy này một kênh chúng ta sẽ chơi tốt ra một cặp loa bát 30, hai kênh anh em sẽ chơi tốt ra hai cặp loa bát 30. Ở đây em đang ghép một cặp loa bát 30 thì vẫn còn rất là dư công suất, và sau này anh em vẫn có thể các bác ghép thêm được một cặp loa bát 30 nữa, rất là ok đúng không ạ? Thì riêng sản phẩm đẩy D2.8 thì đang có giá là 6 triệu đồng. Đó, hàng cao cấp luôn anh em nhé. Con này nhìn quá chất luôn, một cấu hình dàn máy rất là đẹp, gồm 4 món đúng không ạ? Đó, các bác có thể nghe chất âm máy lẩy tưng tưng luôn đúng không ạ?
sẽ alo thử tiếng mic để cho tất cả các bác cùng nghe. Và em sẽ karaoke một đoạn. Một cấu hình rất là tuyệt vời ở trong cái tầm giá 30.100.000 đồng. Được, 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 được. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Được, 1, 2. Anh em có thể nghe. Được, 1, 2, 6, 7. Sẽ không còn gì, sẽ không còn...